Thân ái, chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Nam Mạng. Nam Mạng Giáp Tý, cung chấn, trực bế, mạng hải trung kim, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, ông quan đế độ mạng. Tổng quan tử vi Nam Mạng tuổi Giáp Tý. Tử vi thấy rằng ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của tuổi Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy, khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời của mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vận may lại không mỉm cười với tuổi Giáp Tý. Bởi vậy, phải ngoài 40 tuổi, những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng tuổi Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Về tình duyên dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp, nên tình yêu của những người tuổi Giáp Tý thường đến khá muộn. Họ hiếm khi rung động cảm nắng với những người mới gặp gỡ. Tình yêu của tuổi Giáp Tý phải được xây dựng dựa trên một mối quan hệ gắn bó lâu dài trước đó. Khi yêu, những người này luôn cần sự quan tâm thấu hiểu của đối phương, dù có lúc họ rất bận rộn trong công việc, ít dành thời gian quan tâm đến người yêu, nhưng họ cũng là những người rất chân thành và chung thủy. Tuổi Giáp Tý sinh vào các tháng giêng 5, 6, 9, 11 và 12 âm lịch. Đường tình duyên không mấy thuận lợi, đôi lúc phải gặp thất bại trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Giáp Tý sinh tháng này cần phải học cách trân trọng tình yêu và những gì mình đang có. Nếu không, sau này sẽ hối hận. Tuổi Giáp Tý sinh vào các tháng 2, 7, 10 âm lịch. Tình duyên hòa hợp hạnh phúc là điều mà những người này mong muốn. Tuy nhiên, đôi lúc họ lại không biết cách cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ cá nhân, khiến cho đối phương cảm thấy nhàm chán. Tình yêu chỉ thực sự trọn vẹn nếu như có sự vun đắp, xây dựng và cố gắng từ hai phía. Tuổi Giáp Tý sinh tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đôi lúc mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn nhưng tuổi Giáp Tý rất biết nhường nhịn, nhanh chóng hòa giải trong vui vẻ. Chính sự khéo léo ấy giúp cho họ có được một đời sống hôn nhân hòa hợp và hạnh phúc. Gia đạo và sự nghiệp, càng trưởng thành, đường công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời, ngoài 40 tuổi, người tuổi Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân. Có khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý. Bởi vậy, đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn, phải đi vay mượn. Nhìn chung, công danh và sự nghiệp trong cuộc đời của Nam Mạng tuổi Giáp Tý ban đầu có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định. Gia đạo im ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên, có đôi lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn căng thẳng, cần phải hết sức biết cách giữ hòa dư quý, hòa hợp, giữ gìn những mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Tuổi Hợp làm ăn, tuổi Giáp Tý là những người chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong công việc. Khi làm việc, họ luôn giữ được độ phong độ và sự tập trung của mình, không có bất kỳ điều gì có thể phân tán tư tưởng của những người này. Hợp tác làm ăn với người khác sẽ giúp Nam Mạng tuổi Giáp Tý học hỏi, tích lũy được thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân để tự tin hơn khi đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng tạo nên hiệu quả và thuận lợi cho cả hai bên. Nếu chọn đúng tuổi hợp làm ăn, công việc của người tuổi Bính Tý, của người tuổi Giáp Tý sẽ đi lên như diều gặp gió, khó khăn nào cũng vượt qua. Ngược lại, nếu chọn tuổi Đại Kỵ không hợp làm ăn, công việc của tuổi Giáp Tý, công việc làm ăn của tuổi Giáp Tý sẽ càng thêm khó khăn, trì trệ hơn. Giáp Tý hợp với tuổi làm ăn và hợp tác làm ăn với những
Giáp Tý hợp tác làm ăn với những người tuổi Nhâm Thân, Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Bính Dần, Canh Ngọ nhất định sẽ đạt được hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Lựa chọn vợ chồng, tình yêu xuất phát từ những rung động tình cảm chân thật trong trái tim mỗi con người. Bởi vậy, khi yêu, ít ai quan tâm đến vấn đề hợp tuổi tác, chỉ cần hai người đồng cảm và hòa hợp với nhau là đủ. Thế nhưng, lựa chọn tuổi kết duyên hợp với mình cũng khá quan trọng. Điều đó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh, cuộc sống trong tương lai của bản thân mỗi người. Kết duyên với tuổi Quý Hợi, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Bính Dần, Giáp Tý, cuộc sống sung sướng, đầy đủ, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Kết duyên với tuổi Canh Thìn, Mậu Thìn, Nhâm Tuất, Nhâm Thân, cuộc sống ổn định, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít, thủy chung. Tuy nhiều lúc vẫn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng đổi lại gia đình lúc nào cũng hòa thuận hạnh phúc. Nếu kết duyên với các tuổi Bính Tý, Tân Mùi, Ất Sửu, mối quan hệ vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã. Vì vậy, khi kết hôn với những tuổi này, Giáp Tý cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ để có thể hiểu nhau hơn. Tuổi Giáp Tý là những người rất coi trọng gia đình, bởi vậy họ mất nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một người bạn đời phù hợp, có thể cùng mình xây dựng hạnh phúc hôn nhân trọn vẹn. Khi đã kết hôn, những người này hết lòng yêu thương vợ con và chung thủy với một nửa của mình. Trong cuộc đời, tuổi Giáp Tý không nên kết hôn vào độ tuổi 19, 21, 27, 33, 39, bởi trong thời gian này, bản mệnh không gặp nhiều may mắn. Nếu tiến hành cưới xin ăn hỏi sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống hôn nhân sau này. Nam mạng tuổi Giáp Tý là những người chân thành nhưng lại nhút nhát trong tình yêu. Họ vụng về trong mọi việc thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Thế nhưng chính sự vụng về thật thà ấy lại khiến cho họ có sức hút hơn trong con mắt của nhiều người. Tuổi Giáp Tý sinh tháng Giêng, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 âm lịch sẽ có đời sống tình cảm phong phú, phải trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm kiếm cho mình người bạn đời phù hợp. Tuổi Đại Kỵ, dù trên phương diện nào, kết hôn hay hợp tác làm ăn, sự hòa hợp giữa hai con người khác biệt là điều rất cần thiết để duy trì mối quan hệ. Thế nhưng, đó chưa phải hoàn toàn là yếu tố quan trọng giúp họ đạt được thành công. Dù hòa hợp về tính cách nhưng tuổi và bản mệnh lại xung khắc với nhau thì rất có thể mối quan hệ này sẽ không đem lại may mắn, hiệu quả cao cho cả hai bên. Tuổi Giáp Tý kỵ với những người tuổi Tân Dậu, Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão. Nếu như kết hôn hay hợp tác làm ăn thì cuộc sống sẽ không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, sự khó khăn ấy sẽ có thể khắc phục được nếu như cả hai bên đều cố gắng nỗ lực phấn đấu. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời ở độ tuổi 20, 24, 25, 29 và 30 tuổi, tuổi Giáp Tý phải đối mặt với khó khăn triền miên, không thể tự mình giải quyết được, sức khỏe từ đó bị ảnh hưởng, thường xuyên căng thẳng và chán nản. Tuy nhiên, nếu kiên trì vượt qua và tìm đến sự giúp đỡ của mọi người, khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong khoảng thời gian này, làm việc gì Giáp Tý cũng phải thận trọng, tránh sơ suất, sai một ly đi một dặm. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Giáp Tý là những người làm việc rất chăm chỉ, cần cù, nhưng nhiều khi kết quả lại không được như ý muốn. Đó có thể là do phương pháp làm việc chưa hiệu quả, hoặc may mắn chưa mỉm cười với họ. Nếu muốn công việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn, nam mạng Giáp Tý nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Diễn tiến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Trong khoảng thời gian này, nam mạng tuổi Giáp Tý có nhiều lựa chọn hướng đi cho con đường phát triển sự nghiệp của mình. Bạn cần phải tỉnh táo, sáng suốt để đưa ra quyết định chắc chắn và chính xác nhất. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, công việc vẫn được duy trì bình thường, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Cung tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Đôi lứa yêu nhau say đắm hạnh phúc, đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để tuổi Giáp Tý xây dựng cuộc sống hôn nhân. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Khi quyết định những công việc quan trọng, nam mạng Giáp Tý cần phải giữ vững lập trường của mình. Không nên cả tin người khác, nếu không sẽ bị lừa gạt, lợi dụng.
từ năm 36 đến năm 42 tuổi, có cơ hội gặp gỡ và tạo dựng nhiều mối quan hệ mới. Đi tới đâu cũng được bạn bè, mọi người yêu quý, tin tưởng. Công việc nhờ đó mà thuận lợi hơn, khó khăn đều được quý nhân phù trợ giúp đỡ vượt qua. Đây cũng là khoảng thời gian phát triển những mối quan hệ trong xã hội. Từ năm 43 đến năm 44 tuổi, năm 43 tuổi sức khỏe bị giảm sút. Không nên làm việc quá sức, chủ quan với những căn bệnh nhỏ, cần phải nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Trong cuộc đời tuổi Giáp Tý, đây có lẽ là 2 năm khó khăn, gian khổ nhất. Công việc gặp phải khó khăn, trục trặc bất ngờ, không thể giải quyết trong một ngày, không thể giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Tâm trạng thường xuyên rơi vào căng thẳng, bởi vậy mối quan hệ vợ chồng cũng có phần rạn nứt. Trong khoảng thời gian này, tuổi Giáp Tý cần phải bình tĩnh, dĩ hòa vi quý để giải quyết mọi chuyện. Từ năm 47 đến năm 50 tuổi có nhiều biến động, chú ý các vấn đề về sức khỏe. Gia đình, công việc sẽ có sự thay đổi. Trong thời gian này, Giáp Tý cần dĩ hòa vi quý, tránh xung đột với người thân trong gia đình. Tuổi 47 có nhiều cơ hội để phát triển công việc. Nếu có dự định đầu tư kinh doanh bất động sản, hãy cứ mạnh dạn thực hiện, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cao. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không lo thiếu thốn. Tử vi trọn đời thấy rằng trong giai đoạn này, dù có gặp phải khó khăn, nhưng tuổi Giáp Tý chỉ cần thông minh, khéo léo một chút, có thể thay đổi tình thế, biến bại thành thắng. Cung tình duyên gặp nhiều may mắn, gia đình hòa thuận hạnh phúc, mối quan hệ vợ chồng chung thủy, son sắt. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, may mắn hưởng lộc của ông bà tổ tiên để lại, có cuộc sống bình yên, an nhàn, không lo thiếu thốn, sức khỏe ổn định, cần duy trì chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, gia đình có nhiều niềm vui mới, con cái đỗ đạt, cao sang, hiếu thảo với cha mẹ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.